This is Radio Free Asia. Diễm Thi và Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng thứ ba 30 tháng 11 là những tin đáng chú ý. Mưa lũ đe dọa miền Trung Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đổi chiều sau vụ bắt giam của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược Viễn Đông. Hoa Kỳ lên án trang web Wikileaks công bố thêm tài liệu mật. Kính thưa quý thính giả, các tỉnh Nam Trung Bộ lại bị mưa rất lớn từ 2 ngày hôm nay. Mưa từ 100mm đến 300mm tại Bình Định làm ngập các huyện Tuy Phước, Phù Cát. Núi Bà Hóa tại thành phố Quy Nhơn bị sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt rất đáng ngại. Thành phố Quy Nhơn đang ngập sâu, khắp tỉnh Phú Yên bị mưa vừa đến mưa to. Nhiều khu dân cư ở phía Bắc đã bị ngập trở lại. Nước ở các sông trong tỉnh ở mức báo động cấp 1 và có khả năng sẽ lên mức báo động cấp 2. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoạt động để phòng chống và cấp cứu những nơi cần thiết. Việt Nam là đối tác quan trọng của EU và mối quan hệ giữa Việt Nam và EU là một hình mẫu trong vấn đề hợp tác. Đây là phát biểu của đại sứ đại diện phái đoàn EU ông Sindoy trong buổi hội thảo diễn ra vào hôm thứ Hai tại Hà Nội. Buổi hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ bang giao Việt Nam-EU với sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ Việt Nam và đại diện các nước EU. Hiện EU là nguồn cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời hỗ trợ cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ưu tiên bao gồm vấn đề phát triển nhân lực, cải cách kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế. Theo lời đại sứ Doi, EU có kế hoạch cung cấp thêm các khoản nợ cho Việt Nam, mặc dù EU cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Thương mại hai chiều giữa EU và Việt Nam đạt gần 13 tỷ đô la vào năm 2009. Hiện EU là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam. Chứng khoán Việt Nam được xem là đảo chiều sau khi Tổng Giám đốc của Tập đoàn Dược Viễn Đông bị bắt giữ vào cuối tuần trước vì lý do thao túng giá và cổ phiếu của công ty Dược Viễn Đông. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến việc hành vi thao túng giá chứng khoán kể từ khi hành vi này được bổ sung vào Bộ Luật Hình sự năm 2009 và bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Tập đoàn Dược Viễn Đông là do ông Lê Văn Dũng làm chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc công ty Dược và đã đẩy giá cổ phiếu từ 30.000 đồng vào tháng 3 năm 2010 lên tới 100.000 đồng vào tháng 7 năm 2010. Việc ông Lê Văn Dũng bị bắt cũng được xem là để răn đe những kẻ muốn tung hứng giá cổ phiếu ở thị trường Việt Nam. Một ngày sau khi trang mạng Wikileaks cho công bố hơn 250.000 trang tài liệu mật về ngoại giao, chính phủ Hoa Kỳ nhắc lại rằng những tài liệu này có thể gây nguy hại an ninh quốc gia và nguy hiểm đến tính mạng của những viên chức Mỹ đang phục vụ ở nước ngoài. Nhà Trắng gọi việc làm của Wikileaks là một hành động thiếu chín chắn, gây nguy hiểm trực tiếp cho các viên chức ngoại giao, những chuyên viên tình báo và nhiều người khác ở mọi nước đã tìm đến Hoa Kỳ, yêu cầu hỗ trợ để quảng bá dân chủ và tự do. Nhiều vị dân cử Mỹ cũng lên án việc làm của Wikileaks. Dân biểu Cộng hòa Peter King đưa đề nghị đặt những người điều hành trang mạng này vào danh sách khủng bố ngoại giao và yêu cầu Bộ Tư pháp lập thủ tục đưa họ ra tòa. Các tài liệu được phổ biến ghi lại những cuộc thảo luận riêng của các viên chức ngoại giao Mỹ về lãnh đạo những quốc gia mà họ được phái đến để làm việc, cũng như các cuộc bàn thảo giữa các quan chức Hoa Kỳ và Nam Hàn về kế hoạch thống nhất đất nước nếu như Bình Nhưỡng sụp đổ. Chồng tài liệu còn cho thấy những quốc gia Trung Đông cũng quan ngại chẳng kém nhiều Hoa Kỳ về việc Iran có vũ khí hạt nhân, nhưng đồng thời cũng tiết lộ chuyện bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chỉ thị là phải theo dõi hoạt động của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc.